Xin chào tất cả các bạn. Chị đã trở lại cùng với chúng mình trong phần phát trực tiếp buổi trưa ngày hôm nay. Và như đã hứa thì chị sẽ chia sẻ cùng với chúng mình về phần nghị luận xã hội, để các bạn sẽ hiểu hơn về những cái cách viết và giúp cho các em sẽ xử lý thật là nhanh gọn về câu nghị luận xã hội nhá. Xin chào các em. Xin chào các bạn. Buổi trưa hôm nay hãy cùng dành ra một ít phút ngồi lại cùng với chị. Và nếu có thể thì hãy mở giấy bút ra để ghi chép lại nhá. Bạn nào đã vào học rồi thì có thể gửi lời chào đến chị ở dưới phần bình luận, đồng ý không? Ok, xin chào các em. Xin chào Minh Hiếu. Rồi, xin chào Thanh Tùng, xin chào các bạn. À, nội dung hôm nay á, đây nội dung hôm nay đây, chị đã ghi ở trên vở rồi đây. Chúng mình sẽ tập trung về phần nghị luận xã hội, thế nhưng mà sẽ là những cái phần liên quan đến cách viết. Đấy, để các bạn áp dụng được cho nhiều những cái dạng đề khác nhau và được coi như là cứu cánh cho những bạn nào sắp thi này. Còn đối với những bạn nào ấy mà chúng mình bắt đầu tập viết về phần nghị luận xã hội thì các bạn hãy nhớ là theo dõi phần phát trực tiếp này nhá. Bởi vì cái này là về phần cơ bản đấy, là những cái kỹ năng cơ bản, và nếu như mà các em nắm chắc ấy thì phần nghị luận xã hội sẽ không còn gì khó khăn nữa đâu. Rồi, xin chào Huyền Trần, xin chào Minh Huyền, xin chào các bạn. Ôi, rất là nhanh chóng luôn, đã có hơn 300 bạn vào học rồi. Ok, xin chào. Xin chào các em. Chào các bạn nhá. Qua hai phần phát trực tiếp về phần đọc hiểu vừa rồi thì chị thấy là các bạn đang rất cố gắng để hướng tới kỳ thi của chúng mình, đúng không? Và hai phần phát trực tiếp đó cũng nhận được sự quan tâm của không ít các bạn nhỏ 2K5 khi mà tới đây chúng mình sẽ lên lớp 12 để có được cái hình dung xem là chúng mình thi đại học, chúng mình thi trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia ấy, thì chúng mình sẽ thi những gì và có những cách làm nào nhanh gọn hay không, đúng không? Thế nên là tất cả các bạn hãy ngồi lại đây nhá và mở giấy bút ra ghi chép giúp cho chị luôn. Chờ đợi gì nữa? Xin chào Tâm, xin chào Khải Lê. Ở đây có nhiều bạn trong khóa học 10 ngày không? Rồi, xin chào Mỹ Châu. Ok, xin chào các bạn. Nào, các bạn ơi, tập trung vào đây nhá. Buổi trưa ngày hôm nay thì chúng mình sẽ tập trung về phần nghị luận xã hội. Nhắc đến nghị luận xã hội thì tất cả chúng ta đều biết là chúng mình sẽ đi thi với dạng đề viết đoạn văn, đúng không? Với dạng đề viết đoạn văn nghị luận xã hội. Và đến giờ này nhá, bạn nào mà vẫn suy nghĩ rằng đoạn văn nghị luận xã hội là một bài văn thu nhỏ thì phải xem xét lại cho chị, đồng ý không? Đoạn văn nghị luận xã hội không phải là một bài văn thu nhỏ đâu. Ở chỗ là gì? Nó không phải là bao gồm tất cả các cái luận điểm trong một bài văn, mà nó sẽ chỉ tập trung ở một khía cạnh của vấn đề thôi. Một vấn đề nghị luận xã hội thì dù là tư tưởng đạo lý này hay là hiện tượng đời sống ấy thì nó cũng sẽ có rất nhiều các khía cạnh. Ví dụ như là khía cạnh về biểu hiện này, về vai trò ý nghĩa này, đúng không? Đấy, về nguyên nhân này, về hậu quả này. Và đoạn văn của chúng mình sẽ chỉ đề cập từ 1 đến 2 cái khía cạnh đấy thôi, đúng không? Đấy, thế thì đã gọi là đoạn văn thì cấu trúc của đoạn văn sẽ bao gồm mở đoạn này, thân đoạn này và kết đoạn này. Thì chị thấy là trên kênh fanpage này và thông qua những ấn phẩm của Văn Chị Hiên, ví dụ như là trong cuốn sổ tay chinh phục nghị luận xã hội, là các bạn đã có rất nhiều những cái công thức và rất nhiều những cái gợi ý trong việc viết mở đoạn và kết đoạn rồi này, đúng không? Không khó để chúng ta tìm kiếm lại những cái thông tin cũng như là những kiến thức đó. Đấy, trong khi chúng ta cần phải tập trung nhiều hơn nữa trong phần thân đoạn. Đây sẽ là phần nhiều điểm nhất, đúng không? Thế thì trong cái phần nhiều điểm nhất này chúng mình sẽ có những cái luận điểm nào, sẽ có những phần nào cần chú ý, tập trung vào đây nhá. Trong phần thân đoạn chúng mình sẽ cần phải có cái phần gọi là phần giải thích và khẳng định vấn đề. Đúng chưa? Giải thích hoặc là khẳng định vấn đề. Đối với những cái vấn đề nghị luận đã rất tường minh rồi thì chúng mình chỉ cần 1 đến 2 câu khẳng định lại ý nghĩa của vấn đề đấy thôi. Đấy, khẳng định lại là rút ra là à, tóm lại thì bây giờ là tôi sẽ đi bàn luận về cái vấn đề này. Đấy, thì đấy là phần giải thích và khẳng định vấn đề nhá. Rồi, không cần phải nhất lúc nào cũng giải thích từng từ ngữ một, bởi vì có những vấn đề nó rất là cụ thể, rất là tường minh rồi. Và đề bài thì yêu cầu chúng ta bàn luận về ý nghĩa cơ. Nên là phần giải thích này và phần khẳng định vấn đề này các bạn phải thật sự linh hoạt nhá. Đấy, rồi tiếp tục ạ. Giải thích xong thì chúng mình sẽ đi vào cái phần gọi là phần phân tích và bàn luận.
Đồng ý chưa? Sau đó chúng ta sẽ cần phải đưa ra dẫn chứng để mà chứng minh. Chị gọi phần đó là phần chứng minh bằng dẫn chứng. Cái phần dẫn chứng này này thì vị trí của nó không cố định. Các bạn có thể đan cài vào trong quá trình phân tích và bàn luận. Đồng ý không? Chứ không phải lúc nào cũng là phân tích bàn luận xong rồi mới đưa dẫn chứng nhá. Dẫn chứng để chứng minh như này hoàn toàn linh hoạt và em có thể đưa vào trong những cái vị trí khác nhau trong phần thân đoạn của mình. Hiểu chưa nào? Đấy, sau đó thì các bạn có thể có từ 1 đến 2 câu để chúng mình phê phán và mở rộng vấn đề. Chị gọi phần đó là phần mở rộng nhá. Có thể bao hàm cả phần phê phán này, hoặc là bao hàm cả cái phần lật lại vấn đề này, bao hàm cả cái phần mở rộng vân vân này, nhìn nhận vấn đề từ một khía cạnh khác này nhá. Đấy, rồi sau đó chúng mình sẽ có cái gọi là liên hệ bản thân. Và rút ra bài học. Đấy, thì đoạn văn nghị luận xã hội nào cũng sẽ có cái cấu trúc như thế này. Thì chị thấy là, dạo gần đây nhá, các bạn được tiếp xúc rất nhiều với những cái công thức viết cho phần giải thích cũng có này. Phần đưa dẫn chứng thì rất nhiều rồi, chị Hiên chia sẻ rất nhiều trên kênh fanpage này rồi này. Phần mở rộng phê phán cũng đã được hướng dẫn cách viết này, và đó cũng không phải là phần quá quan trọng, đúng không? Phần liên hệ bản thân và bài học thì quá trời là nhiều những cách viết và công thức áp dụng cho chúng mình luôn. Nhưng nhìn vào đây chắc là các bạn cũng biết phần nào là phần nhiều điểm nhất, đúng không? Đây là phần này ạ, phân tích và bàn luận vấn đề. Đấy, đồng ý chưa? Đó, và phần này thì chúng mình nếu như tìm kiếm thì sẽ có rất là ít những cái công thức hay là những cái cách viết để chúng ta áp dụng được chung. Bởi vì sao? Bởi vì là nó phải gắn liền với từng vấn đề một và cần cái sự linh hoạt, và đây cũng là phần mà cần đầu tư nhiều nhất của các em. Đó. Thế thì liệu có hướng đi nào được gọi là ăn chắc cho chúng mình hay không? Kiểu như là các bạn có thể nghĩ đến khi không biết viết gì ấy, thì cứ bước sang phần bàn luận thì có cách viết nào để gợi mở cho chúng ta hay không, và có hướng đi nào dễ dàng hơn hay không? Có. Ở đây, chị gợi ý cho chúng mình một số những cách viết trong phần phân tích và bàn luận này nhá. Đồng ý không? Các bạn đồng ý không nào? Đồng ý thì có thể là bình luận cho chị biết nhá. Ok chưa? Không thì vào cứ nghe chị nói hoài, xong rồi cứ để điện thoại đấy là có bạn đi ngủ đấy. Rồi, đồng ý không nào? Hôm nay chúng mình chỉ tập trung vào phần phân tích bàn luận này thôi nhá. Tất cả những phần khác em có thể chủ động tìm kiếm thêm trên kênh fanpage Học Văn Chị Hiên này. Hoặc là bạn nào sở hữu cuốn sổ tay chinh phục nghị luận xã hội rồi ấy, thì chẳng thiếu phần nào cả. Chủ động xem luôn giúp cho chị. Hiểu ý chị không nào? Rồi, đồng ý nhá. Đồng ý không? Úi dồi, ok bà chị thế này thì buồn rồi. tụt hứng luôn đấy, em có thể dùng cách khác để hưởng ứng được không ạ? Rồi, chúng mình sẽ đi vào phần phân tích và bàn luận nhá. Thôi được rồi, chiều lắm rồi đấy. Nào, đến với phần phân tích và bàn luận ạ. Các bạn ơi, nếu như mà chúng mình hiểu được một vấn đề như thế này thì phần nghị luận xã hội của các em, đặc biệt là phần phân tích bàn luận này, sẽ không còn khó khăn nữa đâu. Các bạn cứ hiểu giúp cho chị nhé. Mỗi đoạn văn nghị luận xã hội của chúng ta là việc chúng ta đang đi trả lời một câu hỏi lớn. Đồng ý chưa? Và câu hỏi lớn ấy sẽ được lý giải bằng những câu hỏi nhỏ. Và câu trả lời của những câu hỏi nhỏ sẽ chính là phần phân tích và bàn luận của chúng ta. Hiểu ý chị chưa? Ví dụ như nhá, đề bài hỏi chúng ta về phần biểu hiện ạ. Hỏi về biểu hiện của vấn đề, ví dụ như là anh chị hãy viết một đoạn văn khoảng 200 chữ, trình bày suy nghĩ về biểu hiện của tình đoàn kết chẳng hạn, ví dụ như thế nhá. Hoặc là trình bày suy nghĩ về cách thức để giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc chẳng hạn, ví dụ như thế. Thì tất cả những câu hỏi về cách thức này hay là về biểu hiện này thì chúng ta sẽ tập trung vào phần này. Đó. Và một khi đã hỏi về biểu hiện, các bạn nghĩ ngay đến những câu hỏi như sau giúp cho chị. Thứ nhất là người có cái phẩm chất ấy. Là người như thế nào?
Đồng ý chưa? Thế là chúng ta có ngay cái câu diễn đạt đầu tiên. Người mang cho mình sự đoàn kết hoặc là người mang cho mình tình yêu thương là những người sẵn sàng lắng nghe này, thấu hiểu này, sẵn sàng chia sẻ và giúp đỡ cho người khác này. Ôi, có một câu bàn luận rồi. Đồng ý chưa ạ? Đây sẽ là những câu hỏi căn cốt nhất và cũng là những cái câu bàn luận căn cốt nhất ở trong cái đoạn văn của chúng mình. Đấy, và dựa theo cái sườn này các bạn có thể có thêm những câu văn sử dụng hình ảnh này, có thêm những cái biện pháp tu từ trong phần diễn đạt của mình. Thế là xong đoạn văn. Đồng ý không? Đó, câu hỏi đầu tiên nhá. Người mang trong mình phẩm chất đó là người như thế nào? Và câu trả lời cho cái câu hỏi này là chúng mình đã có 1 đến 2 câu bàn luận đầu tiên rồi đấy. Đồng ý chưa? Hay là ở chiều hướng ngược lại thì người không mang trong mình cái phẩm chất ấy là người như thế nào? Trái lại, người không mang phẩm chất đó là người như thế nào? Thì các bạn cứ chỉ cần trả lời những câu hỏi này thôi là chúng mình đã có cho mình những cái câu diễn đạt trong phần bàn luận rồi. Hiểu ý chị không? Đấy, tiếp tục nhá. Biểu hiện của một vấn đề ấy, thì nó có thể được biểu hiện ở lời nói, ở hành động. Đồng ý chưa? Đấy, thế thì ở đây chúng ta có thể trả lời tiếp những cái câu hỏi ví dụ như là cái phẩm chất này, cái vấn đề này được biểu hiện như thế nào trong đời sống của mọi người? Ở những cái lời nói và hành động ra sao? Đồng ý chưa? Thế thì chúng mình trả lời là gì nhở? À, ta có thể tìm thấy hoặc là ta có thể thấy tình đoàn kết được biểu hiện ở những hành động cụ thể của mọi người trong đời sống. Đúng không? Là tinh thần tương thân tương ái, là những hành động quyên góp mỗi khi có người đứng lên kêu gọi ủng hộ để giúp đỡ cho những mảnh đời khó khăn vân vân. Đấy, ví dụ như thế. Nghĩa là ở đây chị đang muốn nói với các bạn là khi các em đã hình thành cho mình được hệ thống những câu hỏi thì câu trả lời của những câu hỏi ấy ghép lại vào với nhau là chúng mình có phần bàn luận rồi. Hiểu ý chị không? Nhá, là chúng mình có phần bàn luận rồi. Đấy, đấy là về biểu hiện, nếu đề bài hỏi về biểu hiện nhá. Tiếp tục ạ, tiếp tục. Nếu đề bài hỏi về vai trò và ý nghĩa của vấn đề đi. Tất cả những cái câu hỏi là về vai trò này, về ý nghĩa này, hoặc là gì? Sự cần thiết này, thì chúng mình sẽ quy hết về một mối là hỏi về vai trò và ý nghĩa của vấn đề. Hiểu với chị không? Thế thì về phần này các bạn có thể tìm ý, có thể lập ý dựa trên những câu hỏi như sau. Chúng ta có thể là xây dựng những cái câu hỏi dựa trên quy mô phạm vi ảnh hưởng của vấn đề. Ví dụ như là, à, vấn đề này có ý nghĩa như thế nào đối với từng cá nhân? Rồi sau đó là đối với cộng đồng thì như thế nào? Đồng ý chưa? Nhá, đối với từng cá nhân thì vấn đề ấy có ý nghĩa như thế nào? Rồi sau đó thì khi từng cá nhân đã trau dồi được cái phẩm chất ấy thì cả cộng đồng sẽ trở nên ra sao? Đó chính là vai trò và ý nghĩa của một vấn đề đấy. Đồng ý chưa? Hay là tiếp tục nhá. Ở một chiều hướng khác, các em cũng có thể đặt ra cái câu hỏi là nếu thiếu đi cái phẩm chất ấy, nếu thiếu đi vấn đề đó, thì cuộc sống sẽ trở nên như thế nào? Đồng ý không ạ? Đó, và lại tiếp tục trả lời cho câu hỏi ấy. Ở đây trong bài thì chúng mình không viết câu hỏi ra. Đồng ý không? Nhưng những câu hỏi này chị chia sẻ là để các bạn làm chủ được tất cả những cái câu về nghị luận xã hội. Hiểu với chị không nào? Nhá, làm chủ được tất cả những câu về nghị luận xã hội. Nghĩa là sao? Bởi vì cả cái bài của chúng mình là một câu hỏi lớn mà. Và bây giờ chúng mình chia tách câu hỏi ấy ra thành từng câu hỏi nhỏ. Và bây giờ xin mời các bạn trả lời những câu hỏi này. Thế là từng bước chúng ta đang tháo gỡ vấn đề và chúng ta đang làm rõ vấn đề đấy ạ. Đồng ý với chị không? Đấy, nhá. Và em hoàn toàn có thể đưa những cái dẫn chứng phù hợp sau khi trả lời xong từng câu hỏi này, nếu như mà chúng mình có dẫn chứng. Nhớ nhá, là phần dẫn chứng ý, là vị trí của nó rất linh hoạt trong đoạn văn, không nhất thiết là phải ở một vị trí cố định nào cả.
Đồng ý chưa nào? Đấy, thì đấy chính là cái bí kíp và cũng là cái chìa khóa để các bạn làm chủ phần phân tích và bàn luận trong đoạn văn nghị luận xã hội, là phần mà chiếm nhiều điểm nhất trong đoạn văn của chúng ta. Đúng chưa? Là phần chiếm nhiều điểm nhất trong đoạn văn của chúng ta. Và đó là cách tư duy nhá, là cách lập ý. Còn trong quá trình diễn đạt ý, thì chúng mình đừng quên là sử dụng những cái hệ thống hình ảnh phù hợp để mà ví von, để mà giúp cho cái đoạn văn của chúng mình đặc sắc hơn, không bị quá khô khan. Còn những hình ảnh như thế nào thì chị Hiên đã chia sẻ rất là nhiều rồi đấy. Ví dụ nhá, ví dụ như là nói về ý chí, nghị lực, chúng ta có thể nghĩ đến hệ thống những hình ảnh ví dụ như là cung tên này, ví dụ như là mũi tên này hay là máy bay này, đúng không? Đó là gì nhở? À, mũi tên có thể phi nhanh, đúng không ạ? Phi nhanh và mạnh về phía trước là nhờ có cung tên, là nhờ có dây cung kéo thật nhanh và mạnh về phía sau. Hay là máy bay có thể bay được là nhờ ngược gió. Vậy nên sẽ chẳng có con đường nào là dễ dàng nếu như chúng ta không chịu cố gắng. Đúng không? Đấy, thì chúng ta có thể áp dụng cho những cái đề bài liên quan đến nghịch cảnh, liên quan đến hoàn cảnh khó khăn, liên quan đến ý chí, nghị lực. Hoặc là chúng mình có thể hướng cái sự quan sát của mình vào những cái hiện tượng thiên nhiên ở xung quanh ấy. Đúng không? Đó là gì nhở? À, nếu như không có những cơn mưa thì làm sao có cầu vồng rực rỡ? Cũng giống như là nếu như không có khó khăn thì cuộc sống này lấy đâu ra những cái gia vị để chúng ta có thể sống một cuộc đời phong phú đây? Đúng không? Hay là gì? Bước dưới những cơn mưa thì đừng mang một cái tâm trạng dầu dĩ. Bởi vì đằng sau đó, hãy nghĩ rằng đằng sau đó sẽ là một cầu vồng rực rỡ đang đón chờ. Thế nên trong những cái nỗi tuyệt vọng, trong những nỗi khổ đau thì đừng vội tuyệt vọng và từ bỏ. Hãy nghĩ đằng sau đấy sẽ là những điều tuyệt vời, sẽ là những điều hạnh phúc đang chờ đợi chúng ta. Đúng chưa? Đấy, nghĩ đến những cái hiện tượng thiên nhiên để chúng mình có thêm những cái hệ thống hình ảnh hay và phù hợp trong đoạn văn của chúng mình nhá. Chị nhớ không nhầm là đã có lần chị Yên chia sẻ cùng với chúng mình rồi. Và đặc biệt, em hoàn toàn có thể tham khảo hệ thống những hình ảnh ấy trong cuốn tuyển tập, trong cái cuốn sổ tay chinh phục nghị luận xã hội. Đồng ý chưa? Và đặc biệt, đối với các bạn nhỏ 2K5, chúng mình có đến 1 năm nữa để chúng ta chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Thì các bạn đừng quên nhá, theo dõi và nắm bắt thông tin về khóa học chất lượng cao dành riêng cho các bạn 2K5. Khi mà chúng mình sẽ được học thật là kỹ về phần nghị luận xã hội này này, vừa học phương pháp và thực chiến thật là nhiều. Bởi vì sao? Bởi vì là khóa học này các bạn sẽ được giới hạn số lượng học sinh thôi, và sẽ có các anh chị trợ giảng quan sát và theo sát các bạn thường xuyên luôn. Đấy, hỗ trợ các bạn thường xuyên luôn, không chỉ với nội dung trong khóa học mà còn với những cái bài tập ở trên lớp cho chúng mình nữa. Khóa học chất lượng cao là một khóa học với rất nhiều những sự kỳ vọng và công sức của Học Văn chị Hiên tổ chức để có thể đồng hành với các bạn nhỏ 2K5. Nên là đến giờ này chúng mình chưa nắm bắt thông tin về khóa học là rất là quan trọng. Bởi vì sao? Đến hết tháng 6 thôi là chúng mình lại hết cái thời hạn được ưu đãi về học phí rồi nhá. Nên là các bạn 2K5 chú ý cho chị. Không rồi đến lúc mà không được áp dụng ưu đãi, hết mất thời hạn ưu đãi, xong rồi cú trách chị là chị cũng không biết làm thế nào đâu. Đồng ý chưa? Đấy, nên là trong tháng 6 này khi các bạn đăng ký khóa học chất lượng cao cho các bạn học sinh lớp 12, là những bạn 2K5 còn 1 năm nữa để chúng mình chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia ấy, thì chúng mình tham khảo cho chị thông tin về khóa học này nhá. Đồng ý chưa nào? Tham khảo cho chị thông tin về khóa học này. Đồng ý không? Đấy, và khóa học này thì gọi là khóa học chất lượng cao bởi vì chúng mình sẽ học tất cả những kiến thức cần thiết. Từ phần kiến thức nền này, xong rồi đến kiến thức phương pháp, làm văn, nghị luận xã hội, đọc hiểu và luyện đề nữa. Đặc biệt là tất cả các buổi học sẽ đều học dưới hình thức phát trực tiếp nhá, là đồng hành trực tiếp với chị Hiên này. Rồi có các anh chị trợ giảng, gọi là sát sao với chúng mình tất cả những cái ngày ở trong tuần này, và với tất cả những bài tập và khó khăn của chúng mình nữa. Đồng ý không? Rồi, thế nên là nhắn tin về cho chị để nhận thông tin về khóa học chất lượng cao cho các bạn 2K5 nhá. Còn trong buổi ngày hôm nay, chị chia sẻ cùng với chúng mình cái cách để chúng ta xây dựng hệ thống câu hỏi và chinh phục những câu nghị luận xã hội trong đề thi. Mong rằng là với những chia sẻ nho nhỏ như thế này thôi, các bạn sẽ bình tĩnh hơn này và viết được những cái đoạn văn nghị luận xã hội thật là đặc sắc nhá. Còn một điều nữa chị muốn chia sẻ,
Nghị luận xã hội thực chất là cái cơ hội đấy. Nếu như mà các bạn còn sợ câu hỏi này thì các em hãy cứ nghĩ rằng đó là một cơ hội. Cơ hội để chúng mình bày tỏ quan điểm cá nhân. Thế nên hãy cứ tin, hãy cứ mạnh dạn và tự tin với quan điểm của mình được trình bày trong câu nghị luận xã hội này nhá. Đồng ý với chị không? Hãy cứ tự tin lên và trình bày với tất cả những cái trải nghiệm trong cuộc sống của chúng mình. Thì ở đó chúng mình sẽ có thể bày tỏ được quan điểm và người đọc cũng sẽ cảm nhận được và cũng sẽ hiểu được quan điểm của các em. Nên là cũng đừng quá máy móc và cũng đừng quá khô khan trong câu nghị luận xã hội này nhá. Chúc cho tất cả chúng mình sẽ viết nên những bài văn của chính các em này, với chính cái ý tưởng của chúng mình và với tất cả cái khát khao chinh phục kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia tới đây nhá. Chúc các bạn sẽ làm bài thật tốt, sẽ đạt được điểm số thật cao và đỗ vào nguyện vọng 1 của mình. Còn bây giờ thì chị phải nói lời tạm biệt với chúng mình rồi. Nếu như có thắc mắc gì, hãy nhắn tin về cho chị nhé. Cảm ơn các em rất nhiều và nếu có thể thì hẹn gặp lại chúng mình trong những phần phát trực tiếp sau. Bye bye!